một mất đi gia đình những kẻ ngoại tình thường vì vui thú nhất thời mà phải hối hận suốt đời một khi chuyện ngoại tình bại lộ mà họ vẫn không biết quay đầu chuyện mất đi gia đình là điều đương nhiên kẻ ngoại tình thường tham lam họ muốn giữ gia đình và cả người tình nữa nhưng trên đời này đâu có gì dễ dàng muốn có thứ này thì phải dùng cái gì khác để đánh đổi mất đi gia đình chính là báo ứng đầu tiên mà kẻ ngoại tình gặp phải chấm hai cô độc đến giả nếu như cả hai đều là người đã có gia đình họ chấp nhận vứt bỏ mọi thứ để ngoại tình với nhau. Một bên ly hôn trước còn một bên vẫn muốn tiếp tục lựa chọn gia đình, vậy thì người lựa chọn ly hôn sẽ trắng tay, sẽ hối hận suốt đời. Còn người kia vẫn chọn gia đình nhưng cuộc sống hôn nhân sẽ không được hạnh phúc. Cả hai con người phản bội đó sẽ sống cô độc đến già chấm ba. Vì yêu sinh hận, một khi trong gia đình có người ngoại tình, người còn lại sẽ chuyển từ yêu sang hận và có ý định muốn trả thù. Đôi khi nhiều người còn đi tìm nhân tình để chút giận. Từ đó trở đi nhà không giống nhà nữa, vợ chồng cũng không còn là vợ chồng chấm bốn. Mất hết đạo đức, có nhiều người hỏi rằng cuộc đời này liệu có hay không thứ tình yêu bất biến. Nên nhớ, cho dù là vợ chồng đi chăng nữa cũng khó có thể 100% sống trọn vẹn một đời với nhau huống hồ là nhân tình. Mặc dù đạo đức là một thứ vô hình nhưng con người ai cũng chịu ảnh hưởng của nó. Những kẻ ngoại tình khi đối diện với đạo đức và áp lực gia đình, chắc chắn họ cũng sẽ không được yên ổn sống tiếp chấm năm. Mãi mãi không ngóc đầu lên được chỉ cần kẻ ngoại tình bỏ rơi gia đình, vợ con, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những người quen biết sẽ nhìn con người ấy bằng ánh mắt khác. Một con người đến gia đình mình cũng có thể vứt bỏ thì làm sao có thể tạo tin tưởng cho người khác được. Vì vậy những kẻ ngoại tình sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Người xưa có câu, nhân nào quả đó. Con người khi sinh ra trên cõi đời này không mang theo thứ gì và khi rời đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Ngày nay vì không tin vào nhân quả, khi việc không hay xảy tới chúng ta lại nghĩ nó là ngẫu nhiên là vận rủi thuần túy, nhưng biết được luật nhân quả rồi, hiểu được quy luật được mất rồi, thì chúng ta có thể nắm lấy vận mệnh của mình, kiềm chế dục vọng, để tạo dựng đức, tiêu trừ nghiệp, để chuyển hóa nghiệp và cuối cùng cải mệnh của mình bằng việc khi rời cõi trần thế này chỉ mang theo mình một thứ, đức